Hello anh em nhá, anh trai có gọi điện cho mình. Không, lấy cho bác này đi. Lấy bác đi. Con này R15. Đây, anh trai nhá. Hôm nay mình sẽ review. Tiến thẳng lên được. Ok. Anh ơi, anh bảo cho bó ở đây cũng được, 2 phút xong ngay. Anh ơi, cho em nhờ tí. Đây, anh trai có gọi điện cho mình nhá. Hôm nay mình đang review siêu phẩm của anh trai luôn. À, người anh cũng rất hay ủng hộ mình về đồ nhá. À, rất hay ủng hộ mình về đồ luôn. Xe cũng rất là đẹp luôn. À, nói là chiếc xe này là quá đẹp các bác nhá. Đấy, bác cái trang trí cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đẹp như này mà không lên sóng cho anh em ngắm đi hơi phí. Anh ơi, xe đẹp này không lên sóng đi hơi phí. Đấy, anh em nhìn thấy không? Xe bác rất là đẹp luôn nhá. Từ thùng đến bệ này, đây, cái mũi gió đây. Các bác nhìn đây, anh trai mua mình cái mũi gió đây nhá. Lắp rất ok luôn. Đó, thấy không? Xe toàn đèn mặt trâu bắn nghĩa liệu luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này thì mình cũng đã lắp rất là nhiều đồ chơi cho anh ấy rồi, gần như là full đồ của nhà mình luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái cản gọi là ốp bật sốc các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, cái này nhà mình cũng đang hết hàng, may cái nhà mình có các bác nhá. Nhà mình có đấy, anh em có thể ủng hộ cho mình nhá. Đây đầy đủ anh trai lắp đồ nhà mình đây. Sau một thời gian nhìn lại vẫn đẹp. Mấy cái đồ trang trí anh trai nhìn trang trí đẹp quá. Tất nhiên là nó không dùng phom nhưng mà thôi, phẩm ngoài được mà, đẹp mà anh. Đẹp mà. Cũng ok luôn. Đâu bé ra được anh, cùng phom R15 một đời thôi mà anh. R15 đúng không? Đây rồi. À, đúng rồi, chuẩn rồi, em lắp luôn cho. Anh cậy ra đi. Đây. Anh lắp luôn. Anh ấy lồng vào, ông lồng vào, để bảo mấy cái bảo đệ lắp cho, để em đi. Trung ơi, cho lắp cho bác đi. Ôi trời ơi, ông cháu lại vào ngồi đùa. Đấy, đang giận cảnh lắp cho anh trai nhá. Đôi ốp la răng của K200. Con này là hàng hãng, con này là hàng Đài Loan anh dùng được, nói chung ok. Anh dùng thoải mái luôn. Đấy, chiếc xe lại, quay lại đi xe cho các bác xem nhá, rất đẹp luôn. Một loạt những châm ngôn rất là tuyệt vời của những các bác tài trên mọi mặt trận. Đấy, thì anh em trên đường thì chiếc xe gần như là thể hiện cái sự tình cảm, cũng như là thể hiện một cái gì đấy, cái lòng hướng về cha mẹ của mình ở nhà và con gái vợ con. Thì đây cũng là một trong những ngôi nhà nhỏ kiếm tiền của mọi người. Thế nên thành ra là những cái chỗ châm ngôn thì nó sẽ làm cho động lực của chúng ta kiếm tiền nó sẽ mạnh mẽ hơn và cũng như là sâu sắc hơn trong cuộc sống. Ngoài sự bon chen căng thẳng về công việc cũng như là có những câu châm ngôn rất là hay luôn. Đó. Đấy, nhẹ tay, đóng nhẹ tay, tất cả mọi thứ cực kỳ là hay luôn các nhá. Đấy, anh trai trang trí rất là hay luôn. Đây là anh em này, anh ấy mua cho mình của mình cái lóc nhưng mà anh chế cái bát này rất hay luôn này. Đấy, bác về bác tự chế cái bát gia công mấy cái bát mấy trăm nghìn rồi đây. Đẹp không các bác? Rất hay luôn. Anh trai rất là ngộ kính. Đó. Siêu phẩm của anh trai cũng được nói đánh giá rất tuyệt vời đấy. Quá đẹp luôn. Trong cabin thì tí mình sẽ sâu cho anh em nhá. Trong cabin thì hôm nọ anh cũng có full đồ chơi nhà mình rồi, full đồ mạ rồi. Đấy, rất là lâu mới lại review một chiếc xe màu xanh như này. Đấy, các bạn nhìn này, anh trai rất là kỳ tính luôn. Chơi hết cả gọi là thổ dân nhá ở trên. Có gì anh? Phẩm tôi anh, chung mắt cho bác. Anh về anh thay vào cho em, anh dán giấy vào, cắt đề can dán vào, cần gì phải cái đấy đâu anh. Cái đấy anh về anh đi sai cái giấy phản quang anh hay dán kia cho thì kia đây là xong. Em thì anh còn sơn hết cả đây rồi. Anh lắp tử đẹp hay không anh lấy, quan trọng gì. Chúng lắp tử cho bác. Không cần, nó quay lên đẹp hết anh. Đấy, anh trai rất là ngộ nghĩnh nhá. Đấy, chẳng buồn thái anh trai mua nhà mình đây. Đây các bác này, anh ấy độ dần thái thái nhà mình này. Đó, toàn cảnh chiếc xe của anh trai rất đẹp luôn. Rồi, một loạt châm ngôn. Cái châm ngôn này mình quay đi quay lại mấy lần rồi. Mèo Mickey rồi. Nhìn chiếc xe ngoài đời lổi lắm á. Siêu lổi luôn. Đấy, đơn giản không anh? Quá đẹp luôn. Anh chạy cái này anh còn nghiện hơn cái con răng cũ của nó. Không, chắc chắn mà. Ok, chung. Chung phẩm lốt đi, phẩm lốt bên phụ bên lái cho bác. Đây đang đóng cho anh trai cái ốp mà la răng như hàng Đài Loan cũng rất là đẹp các bạn, đẹp mà. Chẳng qua là cái này thì thật ra thì nói với các bạn là hàng này thì nó không thể bằng xịn theo xe được, nhưng mà thôi nó giá thì nó hợp lý. Đấy, ngon bổ rẻ, anh em chạy ok. Đó, mình review các góc cạnh cho các bạn nhìn ngắm chiếc xe của anh trai nhá.
rất rất đẹp luôn. Đấy, VIP quá là đẹp luôn. Bì cầu led bắn lia lịa, bì cầu led bắn lia lịa này. Phải đây, bì mặt trâu các bác nhá. Đó, bì mặt trâu. Đấy, trên lóc anh ấy trang trí tất cả. Mình đếm sơ sơ qua thì gần 10 con mắt trâu. Đó, chắc ba sinh năm tuổi trâu, hợp với trâu. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Anh kêu anh em rất là nhiều luôn. Đấy, đang phẩm tốt cho anh trai cái bên này đây các bác nhá. Đấy, một loạt câu châm ngôn các bác, đọc rõ câu châm ngôn không ạ? Đấy, bên đóng ra rất đơn giản. Đấy. Anh em nhớ là vào đúng cái van nhá các bác nhá. Đúng van anh ạ, đúng van là được. Đây là sao các bác nhá. Đây là đẹp luôn. Ok, anh trai rất là nhiều. Chúc mà tôi giờ lại bác gì nhá. Anh đợt này có đợt tới có chắn bùn inox đấy, hôm trước đấy anh. Anh có lắp thì lắp. Đấy em hỏi cho đằng kia nhưng mà nó lại hỏi nhiều tiền nó. Thế à? Có gì anh em ủng hộ mình nhá, thank you anh trai rất là nhiều. Anh đi nhá, thank you anh. Đây, xe anh trai rất là đẹp luôn. Mình đang quay cái góc cảnh chạy trên đường cho anh em xem nhá. Rất là đẹp luôn. Ok anh, thank you anh rất là nhiều luôn. Đó,